Sau cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực hôm ngày 18 tháng 11 ở Hà Nội, cơ quan chức năng ở An Giang cho biết sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên đúng như tinh thần chỉ đạo của cuộc họp. Trao đổi với tuổi trẻ, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, chuyên án trùm buôn lậu 10 tường và chuyên án đánh bạc được Ban Chỉ đạo yêu cầu sớm xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không loại trừ ai. Được biết, trùm buôn lậu 10 tường đã thành lập nhiều công ty sử dụng tiền bất hợp pháp và trốn thuế rất lớn. Vụ rửa tiền sau khi bắt Thượng tá Nguyễn Văn Võ, 53 tuổi, cựu trưởng phòng hồ sơ công an tỉnh An Giang, lộ ra rất nhiều người liên quan, nên công an tỉnh An Giang đã áp dụng các biện pháp hành chính phong tỏa tạm thời các tài sản, tài khoản do phạm tội mà có để không cho dịch chuyển trong quá trình điều tra. Theo thông tin mới nhất, Đại tá Đinh Văn Nơi đã ký quyết định đình chỉ công tác 3 người, gồm hai lãnh đạo cấp phòng và một cán bộ điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang do liên quan đến trầm buôn lậu 10 tường. Lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy An Giang cho biết, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm, tránh bỏ sót tội phạm, đặc biệt là không có vùng cấm, bất kể người vi phạm là ai cũng đều bị xử lý nghiêm.